Thì người ta thường hay gọi Honda là những cái dòng xe ăn chắc mặt bền. Nhưng mà với mức giá, Vinh xin nói thiệt chứ 180 triệu, trời ơi, mặc dù nó có bền tới cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu đem so về mức giá 180 triệu của CT125 thì Vinh có thể mua được từ 5 cho tới 6 chiếc bZ1. Mỗi ngày Vinh chạy một màu, hay là hư chiếc này Vinh lấy chiếc khác ra chạy. Thì xin hỏi, ôi trời ơi, xe nào sẽ bền hơn? Hôm nay Vinh đem đến cho anh em ở đây là hai chiếc xe đang được bàn tán và so sánh nhiều nhất hiện tại. Một bên là bZ1, một bên là kẻ gạt giò bZ1 là CT125. Vậy thì nếu mà đem lên bàn cân so sánh thì hai dòng xe này có những gì khác biệt mà giá cả lại chênh lệch với nhau nhiều như vậy? Nếu mày đem so sánh về cái mặt bằng ghi đông á thì mình lại thích ghi đông của CT125 hơn. Bởi vì sao? Đối với lại cái xe bZ1 này á, nó có quá nhiều thứ được lấy lại từ những cái dòng xe khác. Ví dụ như là cái cụm tay thắng nè, giống với lại Exciter 150. Hai bên cụm công tắc thì lại một cái dạng tròn, cũng giống với lại Exciter 150. Gu thì cũng không có gì gọi là quá đặc sắc. Kính thì cái kiểu kính y chang như là những cái dòng xe siêu rút vậy đó. Còn trên CT125 thì chúng ta sẽ có một cái dạng cụm công tắc tròn hơn, đâm ra nhìn nó sẽ thể thao hơn. Và cái dạng cụm công tắc này thì cũng được trang bị trên rất là nhiều những cái dòng xe hiện tại. Ví dụ như là BCX nè, Sonic nè, MSX nè, thì cũng sử dụng chung cái dạng cụm công tắc này. Quan trọng nhất đối với Vinh thấy á, là chính là cái cụm công tắc bên này. Vinh thích nhất cái màu đỏ của Honda hơn, bởi vì cái màu đỏ của cái công tắc này nè, nhìn kiểu dáng nó tươi hơn, nó không có bị quá tối màu như là cụm công tắc của bZ1. Và cái cụm công tắc bên này, hai cái dạng dây ga của nó là đi luồn ở phía trên này, đem xuống phía bên dưới, cho nên nhìn vô cái phần đầu xe cảm giác nó sẽ có một cái gì đó nó làm điểm nhấn, nó thể thao, nó độc lạ hơn so với lại thằng bZ1 chỉ là một cọng dây ga nằm ở bên dưới. CT125 được trang bị tới tận hai dây ga lận, một dây là dây ga dặn nè, một dây là một cái dạng dây hồi đó. Còn đối với lại bZ1 thì sử dụng có một dây ga thôi, nhưng mà nhìn chung Vinh lại thích cái phong cách một dây ga như vậy hơn. Thứ nhất là nó nhẹ nè đó, thứ hai là nhìn vào nó sẽ gọn gàng đó. Chốt lại nha, về cái thế cầm thì Vinh thích cái thế cầm của CT125, còn về một cái kiểu cách đi dây ga thì Vinh lại thích một dây như là của bZ1 hơn, nó sẽ nhẹ hơn. Và đây là xi nhan của CT125, nó là một cái dạng xi nhan vuông nè, nó sẽ nhìn vào nó liền lạc với lại một chiếc xe phong trần như là CT125 này. Và đối với lại xi nhan thì nó cũng là một cái dạng xi nhan led hết luôn, và cái chân này cũng là một cái dạng chân cao su nè đó, cho nên là khi các bạn có lỡ những cái va chạm nhẹ hay là lỡ cái quẹt qua thì nó cũng không có bị gãy. Quan trọng hơn là cái vị trí bắt xi nhan nó cũng nằm khá là đặc biệt luôn, nó cũng là một cái bát được bắt lên trên cái phần ghi đông như thế này đó, một cái điểm độc lạ mà chỉ có CT125 mới có được. Còn bZ1 thì sao? Còn đây chính là xi nhan của bZ1, vẫn sử dụng là bóng halogen siêu nóng siêu hao điện. Đối với lại cái phần xi nhan này á, thì cấu trúc của nó là sẽ được đặt ở bên trên một cái miếng nhựa nhám như thế này nè. Nhìn nó vào nó vô cùng đơn giản, nó cũng tương tự như những cái dòng xe khác thôi, không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà đối lại cái xe này thì Vinh không có dám mà quơ giống như chiếc CT125 đâu, bởi vì nó có thể rớt ra thiệt đó. Tuy nhiên đối với lại bZ1 thì nó sẽ có thêm một chế độ nữa, đó chính là chế độ Hazard nè. Nó sẽ tăng cái chế độ nhận diện cho xe bạn khi mà chúng ta ở những cái trường hợp khẩn cấp. Còn đối với lại CT125 thì không có chức năng này. Và đây chính là đồng hồ của CT125, nhỏ gọn, tất cả những cái thông số quan trọng nhất đều hiển thị với dạng là LCD trên cái nền là xanh đen hết đó. Từ báo xăng nè, đó, km nè, quan trọng nhất là mình có thể đổi được sang chip A, chip B
rồi tổng số km nè, còn lại những cái chức năng khác như là ABS nè, pha nè, xi nhan, FI hay là báo N đều là dưới dạng của thông số cơ bản. Quan trọng nhất là đồng hồ này có tất cả mọi thứ, nhưng mà có một thứ nó không có được mà BZ One có được, đó chính là bảo số đó. Thì đối với lại những cái xe không có báo số, nói chung là chạy vẫn được đi, nhưng mà đôi khi chúng ta phải có cái cảm giác là chúng ta đang quên nó nằm ở số nào, thì chỉ có tâm linh mách bảo nó đang ở số 1, số 2 đâu con ơi, sang số đi, thì chúng ta mới biết thôi. Còn thôi là phải chúng ta phải trả về N. Còn trên BZ One thì chúng ta sẽ có một cái báo số như thế này, nó sẽ tiện hơn khi chúng ta đi ở trên đường nè. Nhưng mà ngược lại, được này mất kia, đồng hồ của BZ One thì nó tối giản hơn, tất cả mọi thứ đều hiển thị dưới dạng kim cơ bản thông thường nè, còn những cái thông số khác đều hiển thị với dạng là biểu tượng hết. Cho nên nhìn vào cái đồng hồ của BZ One á, đơn giản thì nó có đơn giản, cổ điển thì nó có cổ điển đó, nhưng mà nó không có những cái chip A, chip B hay là set được đồng hồ gì cả. Thiệt sự luôn, Vinh rất là dị ứng với những cái dạng đèn như thế này. Không phải là Vinh chê gì nó hết, cái thứ nhất á, là nó hơi tối nè, cái thứ hai nữa là nó nóng và nó hơi bị hao điện. Vậy mà hãng lại không trang bị cho nó một cái công tắc đèn, đâm ra cái xe này đi ban ngày mà vẫn phải mở một cái đèn siêu tối siêu nóng như thế này để làm gì không biết nữa. Nói chung là trang bị cái đèn này thì vẫn được đi, thì làm thêm một cái nút tắt đèn cho người ta để đi ban ngày thì có thể tắt được. Còn ở đây không có gì hết, mà đèn thì lại là đèn siêu tối halogen. Còn anh em coi kẻ gạt giò BZ One nè, đó, vừa bật chìa khóa lên một cái là có một cái dải đèn định vị ở đây, nhìn vô là thấy nó sang liền. Bây giờ là nổ máy thử nè. Đó, nó sẽ là một cái dạng đèn tròn như thế này, tách biệt ra thành hai tầng pha cót đàng hoàng, rõ ràng. Và tất nhiên là cái đèn này nó cũng dễ dàng quan sát hơn. Tuy nó không có công tắc đèn, nhưng mà với ánh sáng trắng như thế này nó sẽ không hao điện nè, tiết kiệm bình, không nóng chó nữa. Và nhìn vào cái chó đèn dạng này, tất nhiên là nhìn nó cũng sang hơn nhiều. Tiếp đến chúng ta hãy nói về cái phần yên xe. Thì yên của CT125 được làm theo một cái dạng tam giác như thế này. Nó làm Vinh gợi nhớ lại những chiếc cúp ngày xưa nè, hay là chiếc CD50 chở hàng á, nó cũng có một cái dạng yên như thế này. Và cái phần yên sau của CT125 được làm bằng sắt nha các bạn. Và nói chung là nó hơi to lớn. Đối với lại phần yên này á, thì cái việc mà chở người ngồi sau á, thì mình thấy là nó hơi khó, bởi vì nó to qua hai bên như thế này nè, ngồi á, nó sẽ bè cái chân của mình ra. Nói chung là có yên sau, nhưng mà chỉ có nên là để thùng chở hàng, để đồ thôi, chứ không thể nào mà chở người mà nó có thể ngồi được. Rồi bây giờ là mở yên thử. Rồi mở yên lên á, thì chúng ta sẽ có một cái không gian siêu nhỏ, siêu tiết kiệm luôn, chỉ có đủ là để nắp bình xăng mở lên đổ xăng thôi. Riêng cái chi tiết yên này á, thì Vinh lại đánh giá cao BZ One hơn. Đối với lại BZ One á, thì nó sẽ có một cái yên trước khá là dài, ngồi thoải mái, và một cái yên nhỏ ở phía sau có thể chở được người nha các bạn. Và hãng cũng có làm cho chúng ta một cái option riêng nữa để các bạn có thể mua. Nếu như các bạn thường hay đi một người thì các bạn có thể mua cái bộ ba ga đó của chính hãng của Yamaha chúng ta bắt lên, thì chả thua kém gì CT125 hết. Nói chung thì BZ One này nó sẽ cho chúng ta tới hai phương án lựa chọn lận, chứ không phải ép buộc chúng ta phải luôn cô đơn như là CT125. Ở dưới yên thì sao? Ở dưới yên thì chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn. Thứ nhất là có thêm một cái vị trí để chúng ta có thể để đồ nè, đó, những cái vật dụng nhỏ nhỏ ở đây, hay là có một cái không gian ở thế này. Vinh nghĩ là cái không gian này vừa đủ để chúng ta có thể để áo mưa. Nói chung là nó có nhiều không gian hơn ở bên dưới yên này so với lại CT125. Về cái phần cản sau cũng tương tự như vậy, nó sẽ cho chúng ta có một cái cản như thế này nè, để chúng ta gì, dễ dàng dắt xe. Đó, cái việc dắt xe của chúng ta cũng có thể gọi là dễ thao tác hơn so với lại CT125. Nó sẽ là một cái cản được tích hợp ở trên cái phần ba ga sau luôn. Cho nên là đâm ra khi mà chúng ta cần phải dắt xe đó, thì chúng ta phải dắt như thế này nè, nó hơi khó, hơi bất tiện. Hoặc là chúng ta cần phải dít đít xe thì cái cản này nó quá bự, chúng ta dít nó sẽ khó hơn. Trên CT125 cũng được trang bị thêm một số cái vị trí bắt mắt mèo như thế này nè, nó sẽ tăng cái độ nhận diện cho xe của chúng ta khi đi vào ban đêm. Còn CT125 thì đâu có đâu. Riêng về phần dè cũng như vậy. Đối với lại phần dè trước của BZ One á, là bằng nhựa.
Còn đối với lại CT125 là dè trước được làm bằng kim loại luôn nha anh em. Không, gõ vô mà chỉ thấy đau tay thôi. Còn ở đây gõ là thấy sót cái dè. Heo trước của BZ1 cũng là phiên bản 1 bích. Phanh trước của CT125 là sử dụng heo dầu Nissin 2 bích kết hợp cùng với lại phanh ABS. Còn ở phía sau sẽ sử dụng là phanh đĩa không có ABS kênh sau và sử dụng heo vẫn là heo dầu Nissin. Riêng đối với lại BZ1 thì vẫn sử dụng phanh sau là phanh đùm y chang như siêu rút. Nhưng mà BZ1 cũng có những cái hay không kém cạnh gì CT125 đâu nha. Đó chính là nhà sản xuất đã làm thêm một cái gác chân sau dành cho bạn có thể chở được người. Còn đối với lại CT125, nó giống như là một cái xe được sinh ra dành cho những cái người cô đơn vậy đó các bạn. Nếu như mà nguyên bản từ nhà sản xuất á thì chúng ta sẽ không có một cái miếng mút đệm để ngồi đằng sau như thế này đâu. Và ở phía sau cũng sẽ không có gác chân sau, nó chỉ có gác chân trước mà thôi. Bộ này mà có gác chân sau là do chủ xe đã chế vô, còn nguyên bản của nó là không có. Đúng là một chiếc xe dành cho người cô đơn. Rồi anh em hỏi mình CT125 nó giá trị ở chỗ nào nữa, đó chính là tất cả các vị trí đèn trên xe. Sao Vinh nói vậy hả? Xi nhan trước sau nè, đèn hậu sau và kể cả đèn pha trước, tất cả đều là sử dụng hệ thống bóng LED hết. Nó không giống, nó đi ngược hoàn toàn với lại BZ1 luôn. Nếu như xe này là full LED thì xe kia full halogen. Thì đúng với tên gọi CT125 thì xe CT125 này có khối động cơ là 125 phân khối, tương tự như những cái dòng xe Future vậy đó. Vì vậy cho chúng ta một cái cảm giác đề ba nó sẽ bốc hơn và những cái nước hậu của nó sẽ đầm và nó đều. Còn đối với lại BZ1 thì đây là một dòng xe của Yamaha, động cơ của nó chỉ có 115cc mà thôi. Đối với lại những cái dòng xe của Yamaha lúc nào cái khối động cơ của nó cũng vô cùng bốc. Đeo leo lên chạy á, mặc dù chỉ có 115 phân khối thôi nhưng mà cái cảm giác của nó vẫn không thua kém vì đối với lại dòng xe kia. Thậm chí á, vì những cái nước mà hốc ga đồ này kia á, Vinh còn cảm giác được là BZ1 á, nó còn nhạy hơn đối với lại CT125 nữa. Vậy thì nếu đem ra chạy địa hình thì xe nào sẽ thắng? Theo Vinh thấy thì CT125 sẽ có khả năng thắng cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì ngon nhất ở nó chính là cái phần hệ thống lấy gió ở đây. Đối với lại cái xe này, nó đặc trưng của nó chính là cái đây, chính là cái hệ thống lấy gió cho xe. Là nó là một cái đường ống đi ra như thế này nè. Đó, cho nên nó lấy gió từ ở trên cao. Đâm ra khi mà các bạn chạy ở những cái đường ngập nước á, nó không có bị nước vô cái phần lọc gió của xe mình. Bô cũng đã được dắt lên cao. Và đối với lại những cái dòng xe này á, mà sử dụng những cái dòng bô dắt lên phía trên cao như thế này á, thật sự nhìn vào cái xe nó rất là gấu, nó rất là đẹp luôn nha. Thì đối với lại những cái ống xả dắt nằm ở trên cao như thế này, khi mà các bạn chạy địa hình sông suối nè hay là đường ngập thì làm sao mà tắt máy được. Còn đối với lại BZ1 á, thì cái phần lọc gió của nó vẫn là đặt ở cái vị trí này. Nói chung là cũng còn là khá cao đó. Nếu mà ngập tới cỡ này thì Vinh xin thua rồi, không có ở nào được. Nhưng mà bô vẫn còn được đặt ở dưới thấp. Và đối với lại một cái form xe như thế này á, Vinh xin đánh giá cây bô này là nó hơi phèn một tí xíu. Bởi vì nhìn nó vô cùng đơn giản, nó không có liên lạc với lại cái xe này gì cả. Đối nếu như Vinh là người sẽ chơi BZ1 ở trong thời gian sắp tới, việc đầu tiên về Vinh sẽ làm chính là độ một cái cây bô dắt cho cái xe này, nhìn cho nó gấu một tí xíu. Cuối cùng thì chúng ta hãy nên nói về giá. Nói chung thì người ta thường hay gọi Honda là những cái dòng xe ăn chắc mặt bền. Nhưng mà với mức giá Vinh xin nói thiệt chứ 180 triệu, trời ơi, mặc dù nó có bền tới cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu đem so về mức giá 180 triệu của CT125 thì Vinh có thể mua được từ 5 cho tới 6 chiếc BZ1. Mỗi ngày Vinh chạy một màu hay là hư chiếc này Vinh lấy chiếc khác ra chạy, thì xin hỏi, ôi trời ơi, xe nào sẽ bền hơn? Chốt lại từ những cái so sánh nhanh đó thì anh em đang là fan của dòng xe nào thì hãy comment bên dưới bình luận cùng với Vinh. Và các bạn hãy like và subscribe cho Hai Bánh, Vinh sẽ đem đến cho các bạn những cái dòng xe độ và những cái bản so sánh tương tự như hai dòng xe đang có ở đây.